Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vô Cửu, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Lâm Hiểu Phong nửa đùa nửa thật nói với Lưu Bá Thanh: "Lưu cục trưởng, ông bói toán vô song, không nghĩ tới vậy mà cũng không biết người khác muốn cái gì sao?" "Bói toán chỉ có thể biết việc của mọi người, không thể hiểu trong lòng mọi người," Lưu Bá Thanh nói. Trong lòng cũng cảm giác có chút khó giải quyết. Không sợ có yêu cầu, hiện giờ giới âm dương đưa ra bất luận điều kiện gì, lấy thực lực trước mắt của Trảo Yêu Cục, trên cơ bản đều có thể tận lực thỏa mãn. Nhưng sợ nhất chính là người giống như La Tội, vô cầu vô dục. Đương nhiên, nói vô cầu vô dục cũng hoàn toàn không thỏa đáng. La Tội mở miệng nói: "Lưu cục trưởng, nếu ngài có thể cho ta tìm được ý nghĩa tồn tại, như vậy ta liền giúp ngài việc này." "Việc này thật đúng là cho ta một vấn đề khó khăn không nhỏ." Lưu Bá Thanh hiển nhiên tâm tình rất không tồi. Hắn nói: "Các người lên đường cũng mệt rồi. Muốn giúp người tìm được ý nghĩa tồn tại cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể làm được. Chúng ta quay đầu sẽ trao đổi tiếp về việc này đi." Tiếp theo, Lưu Bá Thanh hướng về phía của Lăng Tiêu nói: "Cậu hãy mang La Tội cùng với Tiềm Long Du đi ra ngoài trước, tìm hai căn biệt thự cho bọn họ nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong ở lại, ta còn có một ít lời muốn nói cho cậu." "Việc này..." La Tội lông mày nhăn lại, nàng nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong đối với nàng gật đầu nói: "Yên tâm đi, không có việc gì." La Tội suy xét một chút, lúc này mới đi theo phía sau của Lăng Tiêu cùng Tiềm Long Du đi ra bên ngoài. Chờ sau khi trong phòng chỉ còn lại có Lâm Hiểu Phong cùng với Lưu Bá Thanh, Lâm Hiểu Phong mới hỏi: "Cục trưởng, ông cố ý giữ tôi lại là vì cái gì?" Lưu Bá Thanh nói: "Muốn cùng cậu tâm sự. Làm như thế nào giải quyết vấn đề của La Tội? Làm như thế nào để cô ta tìm được ý nghĩa tồn tại?" "Tôi lại không phải bác sĩ tâm lý, việc này cùng tôi thảo luận có ích lợi gì?" Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Lưu Bán Thành lắc lắc đầu nói: "Sai rồi, chỉ sợ vị trí trước mắt chỉ có cậu mới có thể giải quyết được vấn đề của La Tội." "Chỉ có tôi có thể giải quyết được vấn đề của La Tội?" Lâm Hiểu Phong nghi hoặc nhìn Lưu Bá Thanh. "Hiện tại La Tội chỉ tín nhiệm mỗi mình cậu, làm người khác mở ra nội tâm của cô ta quá khó khăn." Lưu Bá Thanh thở dài nói. Lâm Hiểu Phong nghe ra trong lời này có chứa một ít hàm nghĩa đặc thù. "Này cục trưởng, ông nói vậy là có ý tứ gì?" Lâm Hiểu Phong nhìn trên dưới Lưu Bá Thanh một phen. "Không phải là ông nghĩ..." "La Tội từ nhỏ sinh hoạt ở bên trong âm u, thứ duy nhất có thể làm cho cô ta mở ra nội tâm, tìm được ý nghĩa tồn tại, đó là tình yêu. Cho nên cậu phải dùng mỹ nam kế." Lâm Hiểu Phong nghe thế tức khắc có chút đau sốc hồng, dùng sức ho khan một chút. "Cục trưởng, ông không lầm chứ? Bảo tôi dùng mỹ nam kế, ông đã biết trong lòng tôi đã thích Hạng Chu." Lâm Hiểu Phong có chút giờ khóc giờ cười nhìn Lưu Bá Thanh. Lão nhân này là như thế nào nghĩ ra cái kế hoạch này vậy? Lưu Bá Thanh nhàn nhạt nói: "Không phải bảo cậu dùng tình cảm thật gì, chỉ là lợi dụng cô ta mà thôi." Sắc mặt của Lâm Hiểu Phong tức khắc suy sụp xuống, trở nên rất khó xem. "Cục trưởng, La Tội vốn dĩ đáng thương như thế, còn đối với cô ấy dùng kế hoạch này, ông không cảm giác làm như vậy quá tàn nhẫn hay sao?" "Thời kỳ đặc thù yêu cầu dùng một ít thủ đoạn đặc thù." Lưu Bá Thanh mặt không biểu tình nói: "Ta biết lấy tính cách của cậu khẳng định không muốn đùa bỡn nhân tâm người khác như vậy. Bất quá cậu phải biết rằng loại tình cảm này cũng không phải đơn phương cậu. Nếu La Tội thích cậu vậy cũng không có cách nào." Lâm Hiểu Phong lắc đầu:
Yên tâm, La Tội là một sát thủ máu lạnh như vậy, sao có thể dễ dàng thích người khác? Liêu Bá Thanh cười như không cười nói. Cậu cũng minh bạch La Tội này cực kỳ máu lạnh, vì sao trong khoảng thời gian ngắn lại đối với cậu tràn ngập tín nhiệm như vậy? Thậm chí sau khi đi vào Trảo Yêu Cục, càng là muốn dựa dẫm vào cậu. Lâm Hiểu Phong nhìn thẳng vào hai mắt của Liêu Bá Thanh nói. Cục trưởng, tôi và ông quen biết cũng không phải là ngày một ngày hai. Lấy hiểu biết của ông đối với tôi, cho rằng tôi sẽ giúp ông làm loại sự tình đùa bỡn nhân tâm này sao? Ây, bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Liêu Bá Thanh vẫy tay. Có một số việc không phải con người có thể quyết định, thuận theo tự nhiên liền được rồi. Tiếp theo, Liêu Bá Thanh nói. Vẫn là nó một sự kiện khác. Ta cần cậu là một lần nữa giúp Trảo Yêu Cục chúng ta đối phó một con tà ma. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Liêu Cục trưởng, ông thật đúng là đang đem tôi trở thành lao động miễn phí sao? Liên tiếp không ngừng cho tôi nhiệm vụ. Chuyện này, ta tin tưởng cậu sẽ nguyện ý làm. Việc này có liên quan đến việc có thể làm cho Mao Huynh khôi phục lại đạo pháp hay không? Lâm Hiểu Phong nghe thế liền hỏi. Khôi phục đạo pháp? Sư phụ tôi? Sư phụ cậu cùng với ta được người đời gọi là một trong nhị vương, được người khác tôn là một thế hệ tông sư. Cậu nghĩ là vì cái gì? Liêu Bá Thanh nói. Trên thực tế, 30 năm trước, đạo thuật của Mao Huynh cũng đã đạt đến đỉnh cao. Chính là sau đó trong thiên hạ xuất hiện một con yêu ma cực kỳ hung ác. Lúc ấy, ta cùng Mao Huynh chạy đến đối phó nó, lấy thực lực hai người chúng ta liên thủ cũng đấu không lại nó. Sau đó Mao Huynh đem một thân đạo pháp hóa thành một đạo phong ấn, đem yêu khí kia hoàn toàn trấn áp. Lâm Hiểu Phong tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách, nói thật, hắn từ nhỏ đi theo Mao Lân Long học đạo, đối với bản lĩnh của Mao Lân Long chính là rõ ràng nhất. Tuy rằng Mao Lân Long bản lĩnh cũng còn nhiều rất mạnh, nhưng cùng danh khí của hắn lại cực kỳ không phù hợp. Không nghĩ tới lại là bởi vì việc này. Nói đến đây, trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng là tò mò, đến cùng là dạng yêu ma gì, thế nhưng yêu cầu sư phụ mình lấy một thân đạo pháp tới phong ấn. Liêu Cục trưởng, ông có biện pháp nào có thể khôi phục đạo thuật của sư phụ tôi không? Bên trong hai mắt của Lâm Hiểu Phong lộ ra thần sắc tò mò. Liêu Bá Thanh cầm lấy bình trà trên bàn, rót cho mình một ly. Việc này còn không phải đơn giản sao? Đem đạo pháp mà ông ấy đã trấn áp tà ma kia thu hồi là được. Lâm Hiểu Phong minh bạch. Ý của ông là Trảo Yêu Cục xuất động giết chết tà ma này sao? Đúng vậy. Liêu Bá Thanh gật đầu. Đơn giản mà nói chính là như vậy. Yêu ma này là cái dạng gì? Lâm Hiểu Phong tò mò hỏi. Tạm thời bảo mật. Liêu Bá Thanh lại đưa tới một nút thắt. Khoảng cách đến khi Đài Côn Luân tu sửa tốt còn một đoạn thời gian. Việc này phải chờ Đài Côn Luân tu sửa tốt, về sau mới có thể nói cho cậu. Mặt khác, việc đối phó tà ma này cũng phải chờ Đài Côn Luân kết thúc tu sửa mới được. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Đến lúc đó, khẳng định cần có đại lượng tinh nhuệ của Trảo Yêu Cục cường thế tiêu diệt yêu ma này. Chỉ dựa vào lực lượng vài người, chỉ sợ là làm không được. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói. Nói cách khác, hơn một tháng này tôi không có việc gì sao? Đúng vậy. Liêu Bá Thanh gật đầu. Một tháng này cậu phải nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Lâm Hiểu Phong bỗng nhiên giống như nghĩ tới cái gì, đối với Liêu Bá Thanh hỏi. Đúng rồi Cục trưởng, tôi còn muốn ông giúp tôi tính một chuyện này. Trảo Yêu Cục cùng với ma đạo quyết chiến, Hàng Chu cũng sẽ không bị quấn vào chứ? Liêu Bá Thanh nghe thế cười nói. Yên tâm, chuyện này sẽ không liên lụy đến Hàng Chu, cậu có thể yên tâm. Vậy liền tốt. Lâm Hiểu Phong nghe thế gật đầu nói. Đúng rồi, Lưu Hoài An ở chỗ nào? Tôi muốn gặp hắn. Một căn biệt thự tại Trảo Yêu Cục. Căn biệt thự này trang hoàng cực kỳ xa hoa. Lâm Hiểu Phong đi vào cửa biệt thự, gõ gõ cửa. Không quá một hồi, cửa liền mở ra. Lưu Hoài An ra mở cửa. Lúc này
Lưu Hoài An ăn mặc một thân đạo bào màu xanh lá. Hiểu Phong. Lưu Hoài An nở nụ cười. Tại sao cậu bỗng nhiên lại ở đây? Mới từ bên ngoài trở về chào yêu cục, biết anh đã đến rồi, liền tới tìm anh trò chuyện một lát, uống chút rượu. Lâm Hiểu Phong cười nói. Không nghĩ tới, Lưu Hoài An lại lắc đầu nói. Rượu quá hại thân thể, hơn nữa đối với tu hành cực kỳ bất lợi, vẫn là uống ít cho thỏa đáng. Thầy Lưu, anh nói chuyện như thế này là từ khi nào vậy? Lâm Hiểu Phong đánh giá trên dưới Lưu Hoài An một phen. Lưu Hoài An ngồi xuống trên ghế sofa, trên mặt hắn tất cả đều là một vẻ điềm tĩnh. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của hắn, thế nhưng cảm giác có một ít xa lạ. Phải biết rằng, thời điểm lần trước ở Long Hồ Sơn nhìn thấy hắn, tính cách hắn tràn ngập vẻ thô bạo, thế nhưng hiện tại lại là vẻ bình thản khó mà diễn tả. Thời gian ở Long Hồ Sơn quét tàng kinh các, ta xem không ít sách cổ của đạo gia. Nói thật, rất nhiều việc trước kia ta đã làm, kỳ thật đều cảm thấy hổ thẹn. Lưu Hoài An cầm lấy bình trà rót một ly, đưa tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Đạo Đức Kinh có nói, trời đất bền, không vì mình sống, rẻ tấm thân, hiền thánh vinh danh, khinh thân chẳng xá chi mình, vô tư nên mới hoàn thành riêng tư. Lâm Hiểu Phong cười nói, không nghĩ tới anh ở tàng kinh các của Long Hồ Sơn một đoạn thời gian, vậy mà có thay đổi lớn như vậy. Lâm Hiểu Phong kỳ thật vì tâm cảnh của Lưu Hoài An lột xác mà cảm thấy thật cao hứng. Hơn nữa nói thật, cũng có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới một phần tử cấp tiến như Lưu Hoài An, thế nhưng có thể biến thành bộ dáng hiện giờ. Hắn lại có chút tò mò bên trong tàng kinh các của Long Hồ Sơn, đến cùng là cất giữ dạng thư tịch gì, thế nhưng có thể tẩy não của Lưu Hoài An thành như vậy. Đúng rồi, lần này việc về chào yêu cùng, anh có biết không? Lâm Hiểu Phong đối với Lưu Hoài An nói. Lưu Hoài An gật đầu nói. Trước khi ta đến chào yêu cục, trưởng môn Lăng Tiêu đã đem hết thảy việc này nói cho ta rồi. Vậy anh có biết không, chuyện này sẽ rất nguy hiểm, thậm chí rất có khả năng sẽ phải vứt bỏ tính mạng. Lâm Hiểu Phong nói. Hắn lo lắng Lưu Hoài An sẽ bị lừa gạt mà tới. Mặc kệ như thế nào, dù sao hắn cũng phải đem mọi việc đều nói cho Lưu Hoài An. Lưu Hoài An cười nói. Cậu hiện giờ làm việc cho Lưu Bá Thành, đều còn tới nhắc nhở ta. Thời không hổ là bằng hữu nhiều năm như vậy. Yên tâm đi, ta rõ ràng nguy hiểm trong đó. Hơi chút vô ý, chỉ sợ cũng sẽ chết. Vậy mà anh còn như vậy sao? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn. Tu cho bản thân, đức hạnh đó là đủ. Tu cho gia đình, đức hạnh đó là dư thừa. Tu với quê hương, đức hạnh đó cần nhiều hơn. Tu với quốc gia, đức hạnh đó cần phong phú. Tu với thế giới, đức hạnh đó cần chung chung. Lâm Hiểu Phong nói. Gia hỏa anh thật đúng là thay đổi rồi. Đủ lớn chứ. Lưu Hoài An duỗi cái lưng nói. Lúc trước khi em gái ta tự sát, ta cảm giác cả thế giới của mình đều hoàn toàn sụp đổ. Bất quá sau khi tiếp xúc đến những triết lý của đạo gia, lại bừng tỉnh phát hiện triết lý đạo gia bác đại tinh thâm, vô cùng ảo diệu. Chỉ sợ hết cả đời này đều không đủ làm cho người ta nghiên cứu. Lưu Hoài An nói đến đây lại cảm khái nói. Hơn nữa càng nghiên cứu, lòng ta liền càng thêm bình tĩnh. Thời điểm trước kia tu tà thuật, Lưu Hoài An càng luyện, tâm tình của mình liền càng bực bội, càng hỗn loạn. Vậy cô uống chút không? Lâm Hiểu Phong ôm bờ vai của hắn nói. Lưu Hoài An nói. Trong tình huống bình thường, ta đã kiêng rượu. Bất quá, bạn cũ tới chơi, có lý nào lại không uống rượu? Nói xong, hai người liền tìm một lọ mao đài, tại trong biệt thự cùng nhau uống rượu. Mà những ngày kế tiếp, thời gian của Lâm Hiểu Phong dành cho mình là ít đến đáng thương. Tuyệt đại bộ phận đều là dùng để ở bên cạnh La Tội. La Tội đến nơi trời xa đất lạ này, Lâm Hiểu Phong ngay từ đầu ở cùng nàng ở trong núi rừng phụ cận chào yêu cục đi dạo, cùng nhau câu cá, hoặc là cầm chút đồ dùng nấu cơm ra ngoài, sau đó lại cùng nhau đến bên trong Bắc Kinh đi dạo. Danh lam thắng cảnh của Bắc Kinh rất nhiều, La Tội cũng chưa từng tới, hứng thú rất lớn. Giữa trưa hôm nay, Lâm Hiểu Phong cùng với La Tội đi ở bên trong cố cung, nhìn cảnh sắc trong cố cung.
Trong khoảng thời gian này tiếp xúc, tính cách La Tội vậy mà càng ngày càng rộng rãi, không hề giống như trước kia mỗi ngày chỉ là khuôn mặt lạnh lùng. Nhưng hiện tại, thời điểm đối mặt Lâm Hiểu Phong càng có nhiều tươi cười. Lâm Hiểu Phong đương nhiên cũng có thể cảm giác được tính cách của La Tội đã thay đổi. Việc này làm cho hắn thực buồn rầu. Nếu chỉ là một cô gái xinh đẹp thích mình có lẽ còn tốt, nhiều nhất chính là cự tuyệt cho xong. Nhưng lúc này, y theo ý tứ của Lưu Bá Thành lại là muốn lợi dụng tình cảm của La Tội tới để lợi dụng nàng. Hai người lúc này đi vào trong hậu hoa viên của cố cung. Nơi này thực rậm mát, thỉnh thoảng có một trận gió nhẹ thổi qua, làm người cảm giác được mát mẻ thật khó mà diễn tả. La Tội cùng với Lâm Hiểu Phong ngồi ở trong đình hóng gió. La Tội đung đưa chân mình, trong miệng ăn một cây kem. Nàng nhìn chung quanh, thoạt nhìn liền giống như một tiểu cô nương thật đáng yêu. Bất quá cẩn thận nói đến, La Tội cũng mới 19 tuổi. Lâm Hiểu Phong, cảm ơn ngươi. Bỗng nhiên, La Tội mở miệng nói. Lâm Hiểu Phong sửng sốt nhìn về phía của La Tội hỏi. Như thế nào? Cùng cô đi chơi mấy ngày liền cảm ơn tôi sao? Thế giới trước kia ta sinh hoạt ở vào một góc thế giới âm u nhất, nhìn không tới bất luận ánh sáng mặt trời hoặc là ánh dạng đông nào. Trong ánh mắt của La Tội nở rộ ra một tia quang mang. Bất quá từ khi gặp được ngươi, hết thảy đều thay đổi. La Tội đứng lên, nàng hôm nay không hề ăn mặc một thân áo da màu đen như trước nữa, ngược lại là một thân váy liền áo trắng tinh. Nàng cao hứng đứng ở trong đình hóng gió xoay một vòng. Ngươi tựa như ánh dạng đông cắt qua bên trong nội tâm âm u của ta. Ngươi hiểu được loại cảm giác này không? Lâm Hiểu Phong nhìn La Tội đang tươi cười sáng lạn, có một loại cảm giác nói không nên lời. Hắn cười một chút nói. Đương nhiên minh bạch. Ta thích ngươi. Hai mắt La Tội gắt gao nhìn Lâm Hiểu Phong. Ngươi là người duy nhất ta đã gặp qua cho ta một cảm giác như vậy. Ngươi sẽ không thể hiểu được loại cảm giác này trong lòng ta. Lâm Hiểu Phong lông mày gắt gao nhăn lại. Bất quá tôi có người yêu rồi. Ta biết, là một cô gái tên là Hạng Chu. La Tội gật đầu. Trước kia người đã nói qua cho ta, sau đó ta cũng hỏi thăm chuyện xưa của các người. Ngươi là nhân vật thiên tri kiêu tử, cô ấy đã từng là thân phận thánh chủ tôn quý. Ta chưa bao giờ dám nghĩ tới sẽ cùng cô ấy tranh giành cái gì. Không. Lâm Hiểu Phong đứng lên. Cô biết không, đã hết thảy bất quá là Lưu Bá Thành muốn lợi dụng cô để cô giúp Trảo Yêu Cục làm việc. Nhưng là ta đã tìm được ý nghĩa tồn tại rồi. Hai mắt La Tội nhìn chằm chằm về phía của Lâm Hiểu Phong. Cảm giác có loại ý nghĩa tồn tại này thật là làm người cảm giác tuyệt vời. La Tội lúc này đi lên trước, cầm tay của Lâm Hiểu Phong. Ta tin tưởng người chính là ánh dạng đông trong lòng ta. Cả đời này ta có thể gặp được người, cho dù chết cũng là không uổng. Lâm Hiểu Phong nghe thế vội vàng đẩy tay nàng ra. Sai rồi, ta không phải ánh dạng đông gì của cô. Cô làm như vậy sẽ hại chính cô. La Tội nhìn biểu tình của Lâm Hiểu Phong. Người không rõ loại cảm thụ này của ta. Nếu người cho tới nay sinh hoạt ở nơi âm u, bên trong thế giới lạnh băng, nhưng bỗng nhiên xuất hiện ánh dạng đông, mặc dù là vì ánh dạng đông này mà chết đi, ta chết cũng không tiếc. Lâm Hiểu Phong cả người run rẩy một chút. Hắn nhìn La Tội, gắt gao cắn chặt hàm răng. Trong lòng của hắn đương nhiên cũng là vì lời của La Tội đã nói xuất hiện lay động thật sâu. Lâm Hiểu Phong thật sự không muốn lợi dụng La Tội. Cô không rõ chuyện này nguy hiểm đến mức độ nào đâu. Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào La Tội nói. Đó chính là đồ vật phong ấn mấy vạn người biết tà thuật, lấy bao người các cô làm chất dẫn. Nếu cô không muốn, hiện tại tôi liền mang cô rời khỏi nơi này. Việc này cũng không phải như Lưu Bá Thành đã nói, không có nguy hiểm cái gì. Lâm Hiểu Phong có thể tin tưởng, hoặc là nói, hơi chút suy nghĩ một chút cũng có thể minh bạch, mức độ nguy hiểm của chuyện này cực cao. Trên mặt La Tội nở nụ cười. Ta đương nhiên minh bạch, bất quá ta thật cao hứng. Ngươi nguyện ý vì ta cùng với Trảo Yêu Cục đối nghịch. Lâm Hiểu Phong nói. Là tôi mà cô tới. Nếu cô không muốn, tôi đương nhiên không thể để cho cô mạo hiểm đến sinh mệnh. Sau mặt La Tội ngưng trọng nói. Ta biết nguy hiểm trong đó, bất quá ta trải qua quá nhiều điều hắc ám. Ta biết hiện tại những ma giáo Trung Quốc đó chính là một mặt hắc ám. La Tội là một lần nữa bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong, nhìn hai mắt của hắn nói. Ánh dạng đông của ta đã xuất hiện, cho nên ta nguyện ý cũng hóa thành một ánh dạng đông chẩm phá những hắc ám đó.
Cô... Lâm Hiểu Phong nhìn đến ánh mắt của La Tội. Chẳng lẽ cô không sợ chết sao? Đương nhiên sợ. La Tội gật đầu. Bất quá, người tồn tại dù sao cũng phải có một số thứ khác mà sống. Mặc dù là chết, cũng không sợ. Thời gian trôi qua thực mau, nhoáng cái một tháng rưỡi liền đi qua. Khoảng cách đến ngày ma đảo tiến công Trảo Yêu Cục cũng đã tới rồi. Đài côn luôn tu sửa trên đỉnh chóp có một tòa núi hoang trong Trảo Yêu Cục. Đây là một đài cao 50m, đường kính 200m, phía trên điêu khắc vô số các loại phù văn. Sở dĩ muốn triệu tập nhiều thành viên của Trảo Yêu Cục đi vào nơi này tu sửa đài côn luôn như vậy, đó là chỉ đạo những thợ thủ công điêu khắc phù chú như thế nào. Đây là một công trình cực kỳ to lớn, có những phù chú thậm chí chỉ lớn bằng những con ruồi con bò. Liêu Bá Thành lúc này chắp tay sau lưng, nhìn đài côn luôn trước mắt vô cùng khổng lồ kia. Lăng Tiêu đứng ở bên người hắn nói: "Cục trưởng, ma đạo gần đây đã tập kết nhân thủ, hơn nữa theo ta được biết, chỉ sợ sẽ có trên vạn phần tử ma đạo muốn tiến công Trảo Yêu Cục chúng ta." "Trên vạn người?" Liêu Bá Thành nghe thế gật đầu nói: "Thật đúng là một vấn đề lớn. Đám người phiên giới vậy mà có thể kêu gọi được nhiều người như vậy." Căn cứ người phía dưới truyền quay lại tin tức, sở dĩ có thể mời chào được nhiều người như vậy hẳn là công lao của cung trùng bảo hiến kia. Cung trùng bảo hiến này thủ đoạn rất lợi hại, là mười mấy ma giáo đều bị hắn mượn sức. Nhìn dáng vẻ này là cung trùng bảo hiến tính tới nguy cơ rồi, biết thời gian mà ma đạo hủy diệt sắp tới rồi. Lưu Bá Thanh nhìn đài côn luôn trước mặt: "Nếu không phải như thế là sẽ không có nhiều ma giáo đi theo hắn ầm ĩ như vậy." Kỳ thật chính là như Lưu Bá Thanh đã suy nghĩ, nếu không phải bởi vì cung trùng bảo hiến tính đến, ma đạo sẽ gặp phải một hồi hạo kiếp xưa này chưa từng có. Hơn nữa dùng hạo kiếp này tới khuyên bảo là sẽ không có nhiều ma giáo như vậy đi theo triều Phật giáo tiến công Trảo Yêu Cục. Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi: "Ngày mai liền có thể hoàn thành đài côn luôn sao?" "Đúng vậy." Lăng Tiêu gật đầu. "Cục trưởng, sau khi hoàn thành thì sao?" "Còn có 5 ngày, đó là ngày cửu tinh liên châu." Liêu Bá Thanh nhìn thoáng qua không trung. "Ngày mai xuất phát, tất cả thành viên Trảo Yêu Cục liên thủ, thứ cần phải đối phó là một con cùng hung cực ác." Tin tức đại côn luân sắp làm xong cũng truyền bá ra ngoài. Tại đại bản doanh của triều Phật giáo, mười mấy giáo chủ ma giáo đồng thời ngồi ở chỗ này. Trong đó 4 người phiên giới, Hà Kính Phong, Tư Đồ Phong, còn có Dư Chấn Hải ngồi ở phía trên. Phía dưới còn ngồi mười mấy giáo chủ ma giáo, mà cung trùng bảo hiến ngồi ở bên cạnh 4 người này. Đây cũng là nhân thủ các ma giáo trong một tháng qua thật vất vả liên hệ đến. Hà Kính Phong nhìn lướt qua phía dưới, nói chuyện đầu tiên: "Triệu tập chư vị đến đây, nói vậy phần lớn ai cũng đều biết là bởi vì cái gì. Tin tức đại côn luôn sắp làm xong, mọi người cũng đều đã biết, đúng không?" Hà Kính Phong nói: "Một khi đại côn luôn bắt đầu sử dụng, như vậy hào kiếp của ma đạo chúng ta cũng liền đến." Một giáo chủ ma giáo ở phía dưới ha ha cười nói: "Ha ha ha, thánh chủ, các người tuyên bố ma đạo sắp gặp phải đại nạn, bất quá lại vẫn không có đưa ra cho chúng ta một cái chứng minh. Không thể chứng minh đài côn luân sẽ đem ma đạo chúng ta hủy diệt." Lúc này, Tư Đồ Phong cùng với Dư Chấn Hải cũng nhìn về phía Hà Kính Phong. Tư Đồ Phong cùng với Dư Chấn Hải tới đây kỳ thật cũng là vì việc này. Tuy rằng Hà Kính Phong vẫn là thánh chủ, nhưng lại vẫn chỉ là hư danh. Hiện giờ trong ma đạo, thế lực khổng lồ nhất đó là Tư Đồ Phong. Mà Dư Chấn Hải càng đừng nói nữa, cùng với thánh giáo có huyết hải thâm thù. Dưới tình huống như vậy, bọn họ còn tới triều Phật giáo, đó là bởi vì có tin tức Trảo Yêu Cục hiện giờ kiến tạo đài côn luân sẽ hoàn toàn hủy diệt ma đạo. "Đương nhiên, lúc này đây mời các vị lại đây, đó là muốn làm cho mọi người tin tưởng." Hà Kính Phong gật đầu, tiếp theo nhìn về phía cung trùng bảo hiến: "Cung hướng đại sư, chứng minh cho mọi người xem đi." "Được." Cung trùng bảo hiến gật đầu, tiếp theo hắn hít sâu một hơi, trên người tản mát ra vượt qua màu đen, sau đó chiếu rọi ở trên thân thể mọi người ở đây. Một lát qua đi, tất cả sắc mặt đều là biến đổi rất lớn. Đại đa số người thở hổn hển, trong ánh mắt tất cả đều là thần sắc không thể tin được. Thuật bói toán của cung trùng bảo hiến đích xác đã xuất thần nhập hóa, có thể làm những người này
tự mình cảm giác được điều bói toán ra trong quẻ tượng. Vừa rồi những người ở đây đều thấy được kết quả quẻ tượng. Đại côn luân sẽ hoàn toàn hủy diệt ma đạo hiện giờ. Gạt người đi, ma đạo chúng ta không nói nhiều, nhưng cũng đến vài vạn người. Chảo yêu cục dựa vào cái gì diệt sạch chúng ta? Tư Đồ Phong dành trước đưa ra ý kiến. Thế lực hắn hiện giờ là khổng lồ nhất bên trong ma đạo, thậm chí có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Hà Kính Phong lúc này chỉ là mang danh thánh chủ mà thôi. Thậm chí đến phía sau, Tư Đồ Phong còn có thể nghĩ cách làm chính mình trở thành thánh chủ. Cho nên hắn là người đầu tiên không muốn nhìn đến ma đạo hủy diệt. Thế nhưng loại đồ vật quẻ tượng này lại không làm giả được. Đây rõ ràng chính xác là quẻ tượng. Không sai, phiên giới thần sắc ngưng trọng nói. Tin tưởng mọi người vừa rồi cũng đều nhìn thấy, lúc này đây tiến công Trảo Yêu Cục, nhân thủ ít nhất phải có 10,000 người. Mười mấy ma giáo chúng ta ở nơi này, mỗi người cần xuất ra 700-800 người. 700-800 tinh nhuệ, cơ hồ đã là cực hạn của những ma giáo nhị lưu. Thậm chí có một số ma giáo nhị lưu không thể có lực lượng như vậy. Bất quá trước khi tới, bọn họ liền đã tập kết nhân mã lại. 10,000 người chỉ là tấn công một cái Trảo Yêu Cục, có thể cẩn thận quá mức hay không? Theo ta thấy, mỗi nhà xuất ra 200-300 người, có vài ngàn người cũng là đủ rồi. Một giáo chủ ma giáo mở miệng đề nghị. Nhiều tinh nhuệ như vậy, cơ hồ chính là căn cơ của những ma giáo bọn họ. Một khi chết hết, bọn họ sẽ trở thành bộ dáng như Hà Kính Phong, trở thành người cô đơn. Hà Kính Phong nhìn đàn gia hỏa này, nhìn không được cười lạnh một tiếng. Đàn gia hỏa này thật đúng là nhát chết. Hà Kính Phong mở miệng nói với những người này. Các người thật đúng là thiển cận, lần này không ngăn cản thành công Trảo Yêu Cục, chẳng lẽ các người cho rằng chính mình sẽ có được những ngày tốt lành sao? Nếu lần này không ngăn trở được Trảo Yêu Cục, những người các người chẳng lẽ cho rằng sẽ giữ được mạng mình? Mọi người phía dưới đều trầm mặc xuống. Vừa rồi Cung Trung Bảo Hiến cũng cho bọn hắn cảm nhận được loại cảm giác sợ hãi kia. Cái cảm giác này chính là có thể cảm thu được rõ ràng chính xác lúc này đây ma đạo sắp sửa gặp phải tai họa ngập đầu. Thấy phía dưới trầm mặc, phiên giới đứng lên nói. Xem ra mọi người hẳn là đều không có ý kiến gì. Trên thực tế, một ít người của những ma giáo phía dưới chỉ là muốn tận lực giảm bớt tổn thất của ma giáo bọn họ. Bất quá, theo như lời của mấy người phiên giới nói, cũng rất có đạo lý. Tư Đồ Phong mở miệng hỏi. Tiến công Trảo Yêu Cục khẳng định là việc phải làm. Cùng hướng đại sư bói toán, mọi người cũng đều có thể biết đến. Bất quá, ta suy nghĩ muốn hỏi chính là, lúc này đây, ai làm tổng chỉ huy? Trường hợp tức khắc yên lặng xuống. Vấn đề này của Tư Đồ Phong có thể nói là đã hỏi đến điểm mấu chốt. Hành động đại quy mô như thế, không có khả năng từng người tác chiến. Nói vậy, không khác nào để cho Trảo Yêu Cục tàn sát. Thế nhưng, ai làm tổng chỉ huy? Việc này lại đáng giá cân nhắc. Theo lý thuyết, nơi này thân phận tối cao, đương nhiên là Hà Kính Phong. Hắn là thánh chủ, thân phận ở đây là cao hơn tất cả. Nhưng làm người xấu hổ chính là, hiện giờ hắn lại chỉ còn hư danh. Hắn làm tổng chỉ huy, sẽ có người chịu phục sao? Chỉ sợ Tư Đồ Phong liền sẽ là người đầu tiên đứng ra phản đối. Huống chi Hà Kính Phong trước đây hành động, mọi người cũng đều không phải không nhìn thấy qua. Thánh giáo cường đại như thế, thủ hạ ở trong tay Hà Kính Phong, vậy mà nhanh chóng liền bại hết vậy. Để một kẻ bại gia tử chỉ huy bọn họ như vậy, trong lòng ai cũng không yên ổn. Hà Kính Phong nở nụ cười. Ha 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 ha, ta là thánh chủ, chẳng lẽ chư vị ở đây còn có ai so với thân phận của ta cao hơn sao? Hà Kính Phong đương nhiên không ngốc, đây chính là chỉ huy tất cả ma đạo. Loại sự tình này ở trước kia chính là chỉ có thánh chủ mới có quyền lợi. Tới hiện tại rồi, nếu như mặc kệ những người khác để chỉ huy toàn bộ ma đạo, về sau Hà Kính Phong hắn tuyệt đối không có khả năng lùi bước. Bất quá lùi hay không, không phải hắn có thể quyết định. Tư Đồ Phong khóe miệng treo lên một tia tươi cười. Nhìn dáng vẻ này, Hà thánh chủ đối với tình huống của mình còn chưa tự hiểu lấy mình rồi. Chưa tự hiểu lấy mình? Hà Kính Phong nhìn về phía hắn. Như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn ngồi vào vị trí thánh chủ của ta? Hôm nay ma đạo chúng ta tuyệt đại đa số kiêu hùng đều tại đây. Tư Đồ Phong ta cũng không ngại đem nói gió. Tư Đồ Phong chỉ vào hắn nói.
Ta cho rằng ngươi hiện giờ đã không có tư cách làm thánh chủ. Ta muốn vị trí thánh chủ này hẳn là phải chọn ra một người khác thay thế. Ngươi tìm chết sao? Hà Kính Phong đứng lên, sát khí cường đại trên người phun trào mà ra. Hà Kính Phong vô cùng cường hãn, ít nhất lấy thực lực của Tư Đồ Phong là tuyệt đối không đánh lại hắn. Thậm chí ở trong tay Hà Kính Phong đều không tiếp được mấy chiêu. Bất quá thực lực của Tư Đồ Phong là không bằng hắn, nhưng thế lực hiện giờ lại vượt xa hắn. Quả nhiên có chút khí thế thánh chủ. Tư Đồ Phong vỗ tay nói, lợi hại, thật sự lợi hại. Như thế nào? Tư Đồ Phong cũng đứng lên. Hà thánh chủ muốn giết ta? Nếu người giết ta, thánh kim giáo chúng ta cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho người. Chỉ bằng vào thánh kim giáo như mấy con kiến các người sao? Hà Kính Phong nở nụ cười khinh thường. Con kiến? Tư Đồ Phong gật gật đầu nói, Hà thánh chủ khẩu khí thật lớn. Hiện giờ toàn bộ ma đạo chỉ có thực lực thánh kim giáo chúng ta cường hãn nhất. Ma giáo như vậy ở trong mắt người đều là con kiến. Huống hồ dù là con kiến, thánh kim giáo chúng ta hiện giờ là ma giáo có thực lực cường đại nhất. Đây chính là sự thật. Hai mắt Tư Đồ Phong nhìn chằm chằm về hắn nói, người cho rằng giết ta, thánh kim giáo chúng ta nhiều người như vậy không thể giết chết người. Người! Hà Kính Phong siết chặt nắm tay. Không sai, thực lực của hắn đích xác rất cường hãn, nhưng thánh kim giáo dùng mạng người tới đè ép cũng luôn có thể giết chết hắn. Khi thấy hai người như nước với lửa, tức khắc làm cho không khí đều khẩn trương lên. Đương nhiên, những giáo chủ ma giáo phía dưới đó là một đám ôm tâm thái xem kịch vui. Dù sao bọn họ không đảm đương nổi vị trí tổng chỉ huy này, cho nên đều xem náo nhiệt không chê đại sự. Rốt cuộc, xem náo nhiệt chính là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Trung Quốc. Huống hồ xem náo nhiệt giữa hai nhân vật quyền thế như vậy chính là cơ hội hiếm thấy. Thấy tình huống trở nên căng thẳng, phiên giới ha ha cười nói. Mọi người cũng đừng náo loạn. Lúc này đây dù sao cũng là hào kiếp của toàn bộ ma đạo chúng ta. Chúng ta không thể bên trong liên loạn trước như vậy. Phiên giới nói. Thật ra ta có nghĩ tới một người làm tổng chỉ huy. Hà Kính Phong cùng với Tư Đồ Phong đều nhìn về phía phiên giới. Ánh mắt kia thật sự lửa nóng. Phải biết rằng quyền thế phiên giới hiện giờ, mà kể là so với ai trong số hai người bọn họ, cơ hồ đều có thể không hề trì hoãn mà làm tổng chỉ huy. Về điểm này, Tư Đồ Phong cũng thầm nghĩ không ổn. Mẹ nó, bởi vì Hà Kính Phong đã sớm liên hệ cùng với phiên giới, sự tình lần này cũng là kế hoạch của phiên giới cùng với Hà Kính Phong. Chỉ sợ phiên giới sẽ thiên hướng với Hà Kính Phong mới đúng. Hà Kính Phong cũng đồng dạng nghĩ như thế. Tuy rằng hai người không thân quen, nhưng tốt xấu gì mấy ngày này liên hệ cũng rất nhiều. Dưới loại tình huống này, thiên hướng phiên giới lựa chọn chính mình, khẳng định vấn đề hẳn là không lớn. Tất cả mọi người nhìn về phía phiên giới. Giới cuộc quyết định của phiên giới là nhân tố có ảnh hưởng cực lớn đến người được chọn làm tổng chỉ huy lần này. Phiên giới cười một chút, tiếp theo giơ tay, thế nhưng chỉ về hướng Cung Trung Bảo Hiến. Ta đề nghị do Cung Hướng đại sư làm tổng chỉ huy. Cái gì? Mọi người ở đây trên mặt đều lộ ra biểu tình cực kỳ khiếp sợ. Không thể tưởng tượng, thật sự là làm người không thể tưởng tượng. Ai có thể tin được phiên giới vậy mà sẽ đề nghị để Cung Trung Bảo Hiến làm tổng chỉ huy? Điều này cơ hồ có thể nói là sự tình không thể tin được. Mặc dù là Cung Trung Bảo Hiến cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đều không có nghĩ đến vậy mà phiên giới sẽ đề nghị chính mình tới làm tổng chỉ huy. Việc này tình huống là như thế nào? Tư Đồ Phong có chút ngây ngốc. Lên tính là đề nghị Hà Kính Phong làm tổng chỉ huy, hắn cũng liền nhận. Nhưng làm người trăm triệu điều không thể nghĩ tới chính là phiên giới vậy mà sẽ để một người Nhật Bản như Cung Trung Bảo Hiến tới làm vị trí tổng chỉ huy như vậy. Mà phía dưới cũng thức khác nghị luận sôi nổi. Có lầm hay không? Để một người Nhật Bản lại đây làm tổng chỉ huy sao? Gia hỏa này đủ tư cách sao? Ây, nghe hắn còn không bằng từng người chúng ta chiến đấu. Nghe phía dưới nghị luận, phiên giới nâng tay lên. Ta biết trong lòng mọi người khẳng định thực nghi hoặc vì sao ta sẽ để Cung Hướng đại sư tới làm tổng chỉ huy lần này. Có ba nguyên nhân. Thứ nhất, hiện tại mặc kệ là để Hà Thánh Chủ
hoặc là Tư Đồ giáo chủ tới làm tổng chỉ huy, mọi người sẽ đều có nội chiến, sẽ cho nhau bất mãn, ảnh hưởng đoàn kết của chúng ta lúc này. Thứ hai, mọi người đều lo lắng hiện tại chỉ huy toàn bộ ma đạo liền sẽ làm nhân tâm hướng về tổng chỉ huy, mà cung hướng đại sư là người Nhật Bản lại đây, vấn đề này vừa vặn có thể giải quyết. Liền tính hắn làm tổng chỉ huy, vấn đề mọi người lo lắng cũng sẽ không phát sinh. Thứ ba, thứ cho ta nói thẳng, chư vị ở đây bao gồm ta, chỉ sợ luận về mưu trí kế sách đều còn xa mới bằng cung hướng đại sư. Cung Trung Bảo Hiến vội vàng giơ tay nói: Phiên giới đại sư đánh giá quá cao ta rồi. Không có đánh giá cao người. Phiên giới lắc đầu nói: Việc này chính là sự thật. Huống chi Lưu Bá Thành chính là Gia Cát Tình Minh chuyển thế, mà cung hướng đại sư kinh nghiệm đấu cùng hắn chắc chắn rất nhiều. Sau khi nói xong, phía dưới tuy rằng trong lòng vẫn như cũ có chút bất mãn, nhưng cũng không có phản đối giống như vừa rồi. Hà Kính Phong lông mày nhíu lại. Không sai, nếu để cung Trung Bảo Hiến làm tổng chỉ huy, đích xác sẽ không làm cho nhân tâm trong ma đảo hướng về phía hắn. Nhưng còn có một vấn đề tồn tại, nếu để cung Trung Bảo Hiến làm tổng chỉ huy, Hà Kính Phong hắn làm như thế nào mới có thể củng cố địa vị thánh chủ? Hiện giờ hắn đã chỉ còn lại hư danh, khắp nơi bên dưới chỉ sợ đều đã bất mãn đối với hắn, thậm chí có dã tâm giống như Tư Đồ Phong, trực tiếp liền muốn cướp đoạt vị trí của hắn. Nếu lần này từ hắn làm tổng chỉ huy, một khi tiêu diệt Trảo Yêu Cục, danh vọng của hắn cũng sẽ gia tăng tới mức độ cực lớn. Hà Kính Phong thở dài: Ây, ta đồng ý. Ý tưởng là tốt đẹp, nhưng hắn thật muốn làm tổng chỉ huy lại là không thực tế, bởi vì Tư Đồ Phong sẽ không lùi bước, tiếp tục tranh giành. Chờ Trảo Yêu Cục một khi bắt đầu kế hoạch, chỉ sợ bọn họ để sẽ hoàn toàn xong đời. Vào lúc này, Hà Kính Phong vẫn là có thể phân biệt nặng nhẹ. Tư Đồ Phong thấy Hà Kính Phong đồng ý, do dự một lát mới nói: Được, ta cũng đồng ý. Thấy Tư Đồ Phong buông tay, Phiên Giới cười nói: Nếu mọi người không phản đối, lúc này sẽ do cung hướng đại sư làm tổng chỉ huy, ta, Hà Thánh Chủ, Tư Đồ Phong làm phó chỉ huy. Mọi người cũng không cần lo lắng cho thủ hạ của mình, chỉ cần lúc này tiêu diệt Trảo Yêu Cục, về sau là có thể tùy tâm đào tạo phát triển, không cần lại suy xét nhân tố Trảo Yêu Cục nữa. Như vậy ta mà từ chối thì thật bất kính. Cung Trung Bảo Hiến cũng không có bị sự tình bất ngờ này làm cho ngây ngốc, ngược lại ý nghĩ thực rõ ràng. Người khác có lẽ không biết, nhưng Cung Trung Bảo Hiến lại rất mau suy nghĩ cẩn thận mục đích của Phiên Giới đề cử chính mình. Mục đích của hắn đó là không cho Hà Kính Phong cùng với Tư Đồ Phong có được vị trí này. Phiên Giới tuy rằng không hề biểu hiện ra ngoài, nhưng Cung Trung Bảo Hiến có thể nhìn ra hắn có dạ tâm rất lớn, hơn nữa là rất biết ẩn nhẫn. Tại loại thời điểm này, kỳ thật tạm lánh mũi nhọn của hai người này mới là lựa chọn tốt nhất. Việc này liền như một đôi mắt rắn, khi nên ra tay mới một ngụm cắn tới, hơn nữa một ngụm này phải là chí mạng. Cung Trung Bảo Hiến chắp tay: Như vậy lúc này đây ta liền tới nói một chút phương thức tiến công. Trong phòng họp của Trảo Yêu Cục, khoảng 27-28 người đều ngồi ở trong phòng họp. Không ít người đều hút thuốc, khiến cho toàn bộ phòng họp đều mông lung sương khói. Lâm Hiểu Phong, La Tội, Lăng Tiêu lúc này cũng có mặt ở chỗ này. Lưu Bá Thanh ăn mặc một thân quân trang, đứng ở trên đài. Hắn nhìn mọi người phía dưới, sau đó cầm lấy văn kiện nói: Hôm nay là ngày mà Đài Côn Luân kiến tạo thành công. Đầu tiên, trong khoảng thời gian này thật vất vả. Phía dưới tức khắc nhiệt liệt vang lên tiếng vỗ tay. Lưu Bá Thanh nâng tay lên: Bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm nghỉ ngơi, còn có chuyện rất trọng yếu phải làm. Lưu Bá Thanh nói: Tin tưởng mọi người hẳn là đều mơ hồ nghe nói qua nhiệm vụ kế tiếp, đó là giải quyết một con yêu ma. Yêu ma này cường đại dị thường, trước đây vẫn luôn bị Ma Luân Long phong ấn. Lúc này đây, bởi vì muốn thi triển Đài Côn Luân, chắc chắn phải để Ma Luân Long tới làm. Cho nên Mao huynh sẽ thu hồi đạo pháp chính mình, mà yêu ma này cũng sẽ đồng thời phá vỡ phong ấn mà ra. Lăng Tiêu giơ tay lên: Cục trưởng, yêu ma này bị phong ấn tại khu vực nào?
đại khái khi nào xuất phát? Yêu ma kia đã bị phong ấn tại bên trong một tòa núi hoang gần Bắc Kinh. Đến lúc đó, xin các vị vất vả một chút. Sau khi giải trừ phong ấn, các người liền ra tay chém giết nó. Lưu Bá Thanh nói tiếp. Mặt khác, hẳn là có không ít người tò mò. Yêu ma là ma huynh tiêu hao tất cả đạo pháp phong ấn gần 30 năm. Đến cùng là cái gì? Lưu Bá Thanh dừng một chút mới nói. Nó tên là Trúc Cửu Âm. Tin tưởng không ít người đều nghe nói qua tên của nó. Trúc Cửu Âm, Lâm Hiểu Phong trong lòng sửng sốt. Tên tuổi Trúc Cửu Âm, Lâm Hiểu Phong có thể không rõ ràng sao? Ở thời viễn cổ, Trúc Cửu Âm đã có danh khí cực lớn, lại được xưng là Trúc Long. Trong Sơn Hải Kinh ghi lại, phía tây bắc hải ngoại, phía bắc sông Xích Hà, có ngọn núi tên Trương Vĩ. Nơi đây có vị thần, mặt người thân rắn, toàn thân đều là màu đỏ, cơ thể dài 1000 dặm, con mắt dựng đứng, mí mắt hợp thành một cái khe, nhắm mắt lại chính là đêm đen, mở mắt ra chính là ban ngày, không ăn đồ vật, không ngủ, cũng không hô hấp, chỉ nuốt gió và mưa. Hắn có khả năng soi sáng khu vực cực kỳ u ám tối tăm, đó là Trúc Cửu Âm, hay còn gọi là Trúc Long. Trong Sơn Hải Kinh, cơ hồ đã đem Trúc Cửu Âm gọi là thần. Trúc Cửu Âm mặt người thân rắn này cho tới nay liền tràn ngập thần bí. Không nghĩ tới vậy mà sẽ là Trúc Cửu Âm. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Các thành viên của Trèo Yêu Cục ở đây một đám cũng là gắt gao nhíu mày. Mặc dù là La Tội không có tiến vào giới âm dương, cũng đều đã nghe nói qua danh khí của Trúc Cửu Âm. Có thể thấy được danh khí Trúc Cửu Âm này to lớn thế nào. Cục trưởng, mỗi khi đã như vậy, có đối sách gì đối phó Trúc Cửu Âm này không? Lâm Hiểu Phong giơ tay do hỏi. Không có. Lưu Bá Thanh lắc đầu nói. Hiểu biết của ta đối với Trúc Cửu Âm kỳ thật cũng hoàn toàn không nhiều. Đây là tà ma tồn tại từ thời thượng cổ. Tiếp theo, Lưu Bá Thanh nói. Mặt khác, lần này hành động do Lâm Hiểu Phong đảm nhiệm chỉ huy, ý kiến các vị thế nào? Người phía dưới vừa nghe, có không ít người đều nhăn lại lông mày. Một đạo sĩ mở miệng nói. Lâm chỉ huy phía trước chỉ huy chúng ta đối phó mãng xà nhân gian, thật sự là có công lao. Bất quá, hiện giờ hắn đều không phải là người của Trèo Yêu Cục chúng ta, để cho hắn tới lãnh đạo chúng ta thích hợp sao? Lâm Hiểu Phong cũng mở miệng nói. Cục trưởng, để tôi làm chỉ huy dường như có chút không thích hợp. Lưu Bản Thanh mở miệng nói. Không có gì thích hợp hay không thích hợp, cứ quyết định như vậy đi. Lưu Bá Thanh ở trong Trèo Yêu Cục uy vọng vẫn là cực cao. Hắn mở miệng nói như vậy, trên cơ bản không có người sẽ đứng ra phản đối quyết định này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.